Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Đợt này đi Đà Lạt thì bọn mình có ghé dừng chân tại một homestay mà mình nghĩ nên giới thiệu cho quý anh chị và các bạn. Vì ở nơi đây các bạn thì cái không gian rất là đẹp nha. Đây, quay sơ cho mọi người xem nè. Mình đang đứng ở phòng trên đó. Và giá cả thì cũng phải chăng lắm các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người tham quan một vòng sơ cái homestay này nha. Ta sẽ đi tham quan từ ở trên xuống trước. Thì trước mặt quý anh chị và các bạn thì có một cái vòng hoa nè. Đây có một cái cổng hoa rất là đẹp. Chỗ này chụp hình rất là feel nha. Đấy, và ở đây thì đa phần phòng ốc bố trí hầu như phong cách giống nhau. Tuy nhiên là mỗi phòng thì có mỗi màu sắc khác nhau, tùy theo mà mình lựa chọn. Đấy, và giá phòng thì từ 250 trở lên. Đây, căn phòng này thì màu hồng các bạn, và có lối cầu thang đi xuống nè. Đây, view sống ảo rất là đẹp luôn. Cái xích đu màu hồng và bộ ghế ngồi cũng màu hồng luôn. Nền thì được trải thảm, thảm cỏ này là thảm cỏ nhân tạo. Mình sẽ đi hướng này trước. Và ở đây có một cái khung hoa rất là đẹp. Đến đây thì tha hồ mà chụp hình luôn. Rất đẹp. Ở mỗi bức tường nhà thì được họa tranh. Đẹp lắm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi ngược lại. Thì các bạn cũng có thể thấy nè. Ở đây cây này là cây trồng thật nha. Cỏ thảm thì cỏ thảm nhân tạo, nhưng mà cây này là hoa thật hết. Chúng mình đi tham quan một vòng, rồi sau đó thì sẽ vào phòng của mình tham quan. Đi xuống lối này các bạn. Chỗ này nè các bạn, chỗ nó ở bên đây cái phòng này rất là đẹp nha các bạn. Và ở đây mọi người chụp hình là đẹp lắm. Và ở bên đó thì mình thấy có một cái vòng hoa nữa. Đấy, đúng hơn là một chiếc xe hoa các bạn, hình trái tim, hoa hồng trắng và đỏ nha, khá là đẹp luôn. Đây các bạn, homestay tên là Selena nghe các bạn. Bọn mình thì lựa một căn phòng ở nằm cuối dãy luôn, và được tô ở bên ngoài màu vàng. Ở trước cửa phòng của mình thì có một cái ghế màu hồng xinh xinh nè. Đấy, bên đây có hoa nữa nè. Hoa rất là tươi, rất là đẹp các bạn.
giờ thì chúng ta vào bên trong thôi. Đây là bên trong phòng của mình đây các bạn. Đây nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cửa cho nó sáng một chút để cho mọi người có thể review, để cho mọi người có thể nhìn thấy bên trong sáng hơn. Đây các bạn, đây là phòng của mình nè. Thì phía bên tay phải là một cái bàn làm việc. Mình rất ưng cái chỗ này, tại vì nó là nơi mà mình có thể để được laptop này nọ. Mà mình đi mấy phòng kia có nhiều khi không có chỗ để làm việc các bạn, thì ở đây làm việc rất là tốt. Đây có kiến trước kìa, tivi nè, đèn ngủ, và ở phía dưới này thì có những cái hộc để mình có thể để đồ. Bên đây thì có một cái giá phơi đồ đẹp nè. Giấy dán tường, giấy dán tường rất đẹp nha. Phòng của mình có một cái mền rất là to. Đây. Và bên đó có một bức tranh cũng rất là đẹp. Bây giờ mời mọi người vào tham quan bên trong nhà tắm luôn. Điều này tế nhị nhưng mà mình nghĩ là ở đây mình có thể review được. Đây các bạn, đây là nhà tắm đây. Đây là nơi cửa mặt. Và ở đây thì có hai chai rượu rửa tay. Bên trong thì cũng gọn mà rất là sạch sẽ. Giá mà thời điểm hiện tại mà bọn mình thuê á là 250 các bạn. Đấy, phòng 250 rất là đẹp. Ở đây cũng có máy sấy các bạn. Nói chung là đầy đủ tiện nghi hết. Hiện tại thì mình cũng đang chép một số dữ liệu mà hồi sáng mình đi review được. Và có lẽ là mình sẽ edit trước một số video để chia sẻ cho quý anh chị và các bạn. Hôm dài thì mình chậm ra clip quá. Ngồi ở đây thấy bức tranh trên đó đẹp quá. Sẵn đây thì giới thiệu với mọi người sơ bộ đồ nghề làm YouTuber của mình luôn. Đây là cái máy tính ha. Và đây là cái máy ảnh Canon G7X. Đây. Cái này mình sử dụng để chụp hình. Và nhiều khi có những cái review mà có thể lật màn hình lên đó các bạn. Đây là camera hành trình để mà mình sử dụng quay trên đường. Chiếc Sony này là để mình map bản đồ á. Chiếc này giỡn thôi. Và trong chuyến hành trình này thì mình có sử dụng chiếc iPhone này để quay nữa. Cho nên là mọi người xem chất lượng, nhất là những thước phim mà quay selfie á các bạn, thì là mình sử dụng chiếc iPhone này nè, để mọi người có thể tham khảo về cái chất lượng của nó luôn nha. Và cuối cùng là chiếc máy ảnh này các bạn. Máy ảnh này thì chỉ quay được một hướng thôi, không có selfie được. Và âm thanh mà mình khi mà mình đi thì mình ghi âm bằng chiếc máy ghi âm này, cài áo các bạn. Đây Sony TX650. Hiện tại là bọn mình đang ở thác Ven quý anh chị và các bạn.
Chúng ta sẽ cùng vào tham quan xem coi năm nay thác Ven có gì thay đổi khác so với mọi năm không nhé. Ở đây có những cái bảng ghi thông tin về thác nè các bạn. Những hình ảnh là những du khách được chụp trong thác Ken đó các bạn, và có sơ đồ luôn, đây là sơ đồ của thác Ken. Khi mà mua hai vé các bạn thì mình sẽ được tặng thêm một cái phiếu vô tham quan ngôi nhà kỳ thú đấy. Nếu mà muốn hai người thì mua thêm một vé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan thôi. Cái lúc mà vô đã tăng là 200 rồi. Còn tao mới vô là 26. Sẽ lại. Nơi bán đồ lưu niệm. Đến đây thì chúng ta có hai sự lựa chọn ha. Một là đi cáp treo xuống, hay là đi bộ bằng lối này. Ok, thì bọn mình sẽ đi bộ review cho các bạn xem cái cảnh đi bộ xuống bên dưới. Wow, cái lối tam cấp này các bạn sâu lắm luôn, rất chuối xuống. Ở đây thì nghe tiếng thác ào ào ở bên kia rồi. Được cái là thời tiết khô ráo cho nên là đi rất dễ. Đến đây các bạn thì có hai lối, một là lối sang cái khu trò chơi đi lên trên đó ha, và cái lối thứ hai là chúng ta đi xuống thác Ven đi đứng này nè. Rồi chúng ta xuống tham quan thác trước đi. Bên đó là mình thấy có cầu treo các bạn, một lát chúng ta sẽ trải nghiệm sau.
Khu du lịch này nằm dưới chân đèo ven, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 10 km, cho nên điểm du lịch này rất dễ tìm. Các bạn chỉ cần đổ hết đoạn đèo ven là sẽ thấy bản hướng dẫn ngay. Thác Ken là trọng điểm của khu du lịch này và được xem như là linh hồn của người dân phố núi. Đi ngang qua đoạn này các bạn sẽ cảm thấy một cái lạnh thấu da thịt luôn. Khí hậu Đà Lạt ở ngoài đã lạnh rồi, và trong cái khu vực này càng lạnh hơn nữa. Cộng với nước suối được thổi vào như là mưa phùn vậy, không khéo là ướt hết. Từ ở đây mà mình view lại thì các bạn thấy là có một cái phong là rất là đẹp. Mình phải chụp một bôi kỷ niệm mới được. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cầu treo nhé. Con xe này nhỏ quá các bạn. Trời ơi. Cây cầu này nó gung gung cũng hơi sợ ha, nhưng mà cũng an toàn lắm các bạn. Ui, sao gung như vậy, mấy người hơn trước đi gung quá các bạn. Trời ơi trời, cây cầu này đi sợ hơn cây cầu ở làng Cù Lần á. Ui ui, đừng có gung. Rồi qua đi. Đừng có rung nghe. Có đi chơi mới biết vậy chứ không chơi chẳng biết gì vậy. Té thì không té được nhưng mà cũng hơi sợ các bạn. One second. Yes. Đang chờ đợi. Hai chị người Tây đó đẹp đó.
Bên đây có cái hồ tượng cốc thần các bạn. Bên đây có một cái hoa viên. Ở đây cũng có hoạt động cưỡi voi các bạn, cho ai có nhu cầu thích cưỡi voi ha, và cưỡi đà điểu nữa kìa. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ cùng tham quan ngôi nhà kỳ thú. Wow, con bò sáu chân các bạn. Chú bò hai đầu. Rắn bạch xà các bạn. Còn đây là những cái đồ mà của dân tộc Tây Nguyên. Wow, này nhìn ghê quá. Heo ba mắt hai mồm. Còn đây là con heo có vòi. Đây các bạn, nhìn ghê quá. Gà bốn chân ở Châu Giang Hưng Yên. Oh. Chú vịt bốn chân ở Bình Định Vĩnh Long. Heo năm chân các bạn, nhìn ghê. Chói gỗ mà hình thù giống như là người ngoài hành tinh đó các bạn. Con heo ba mắt hai mồm rồi các bạn.
ở quê hương của mình luôn, nhưng mà nào giờ mình không biết nha. Trải nghiệm cái bàn xây theo ý nghĩa xây không nhanh các bạn, nó như kéo cái tay mình đi. Tác phẩm gỗ mà dòm như là một cái con vật gì hả bạn. Đây lại cho các bạn xem kỹ cái mặt nữa nè. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra thôi. Của thầy Hoắc Sơn đã gặp bố giữa núi rừng hoang vắng của Tây Nguyên sẽ đưa quý khách đến với niềm vui của thầy. Đến khu vực này thì có hoa đẹp lắm các bạn. Đi lên đó chụp hình không My? Đi lối này nè. Đồi hoa ở trên đây được trang trí gần giống như là thung lũng tình yêu. Khu du lịch này là phải nói là rộng lớn lắm luôn các bạn. Đi một buổi thì chắc không hết nổi đâu. Mình đi đầu giờ mà tới giờ này 4 giờ rồi. Có những cái hạng mục mà bây giờ là đóng cửa rồi, cho nên là mình không có tham quan hết được. Phía trước là bức tượng linh hồn cao nguyên. Lối này đi lên đền Thượng Ngàn các bạn. Rồi, mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau nhé. Bây giờ cũng chiều rồi, tới giờ người ta đóng cửa.